Minh Đường Tử Vi rất là vui khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lần đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị nắm được thời cơ dạy hung hóa cát mà chuyển thời, đổi vận, cải biến vận mệnh đi tới cuộc sống an bình, thịnh vượng, giàu sang, phú quý. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải. Cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ký đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải muốn gửi tới quý ông bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, thầy tử vi báo trước cực chính xác, sự thật chưa từng có về tuổi Kỷ Dậu sinh 1969, đúng trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024, biết được mệnh trời, trúng số liên tiếp, trả sạch nợ nần, gặp thời đổi kiếp giàu sang. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Kỷ Dậu sinh 1969 thân mến, theo luận giải mới nhất, bước sang thời điểm tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024, vận trình của tuổi Kỷ Dậu sẽ bừng sáng bất ngờ, nhờ được các tinh soi chiếu, thần Phật ưu ái mà cải biến số mệnh lội ngược dòng vô cùng ngoạn mục, vươn lên làm đại gia. Tiền bạc ngập két, khiến ai ai cũng phải kính nể. Đặc biệt, nếu bản mệnh chú ý thêm 3 điều này thì cuộc đời của tuổi Kỷ Dậu sẽ an nhàn, sung sướng từ nay tới cuối năm. Vậy, vận trình của người tuổi Kỷ Dậu sinh 1969 sẽ diễn biến ra sao trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024 này? Bản mệnh cần chuẩn bị điều gì và phải lưu ý điều gì để xua hung đón cát, mang tài lộc về nhà, đổi đời giàu sang sung sướng? Thì xin mời quý bản mệnh cùng kênh Minh Đường Tử Vi chiêm nghiệm ngay sau đây. Người tuổi Kỷ Dậu sinh là cầm tinh con gà. Trong số 12 con giáp, đặc điểm nổi bật trong tính cách của tuổi Kỷ Dậu là sự trung thành. Họ luôn là người bạn tận tụy, đáng tin cậy, biết giữ lời hứa và làm đúng như những gì đã nói. Họ cũng là địa chỉ đáng tin cậy để bạn bè tìm kiếm lời khuyên hay sự giúp đỡ. Đánh lừa được họ cũng chẳng phải chuyện dễ. Bản tính thận trọng và hoài nghi cộng thêm sự nhạy bén khiến con giáp này khá tỉnh táo, siêng năng, có trách nhiệm là điểm cộng trong tính cách của những người tuổi Kỷ Dậu. Bên cạnh gia đình, sự nghiệp là ưu tiên thứ hai của họ. Với những người tuổi Kỷ Dậu, gia đình là chốn bình yên nghỉ ngơi, thì chốn công sở phải là nơi để họ tỏa sáng nổi bật. Sự chỉnh chu trong ăn mặc, sự thẳng thắn cộng với tài quan sát sắc bén trong công việc luôn giúp họ có xu hướng làm việc tích cực, chăm chỉ hơn những con giáp khác. Họ có khả năng tập trung cao độ vào mục tiêu mình đã đề ra và có quyết tâm hoàn thành nó một cách thông suốt. Tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 là người có tính tình hài hước, vui vẻ, luôn mang tới niềm vui và tiếng cười cho mọi người xung quanh. Cuộc sống dù vất vả có nhiều bộn bề thì bản thân vẫn lạc quan và hướng tới tương lai tươi sáng. Chính nghị lực sống phi thường đã giúp con giáp này vượt qua nhiều khó khăn, thử thách và cuối cùng đã tới thời điểm thu hoạch trái ngọt. Người tuổi Kỷ Dậu thường có ngoại hình đẹp, dáng vẻ oai phong và không bao giờ luộm thuộm, khá hấp dẫn, nhất là nam giới. Họ rất quan tâm tới hình thức. Kỷ Dậu có thể đứng trước gương hàng giờ và không ngại ngừng tung tiền mua sắm áo quần, cũng giống như những chú gà trống thích khoe bộ lông tuyệt đẹp. Tuổi Kỷ Dậu thích thể hiện mình và khá tự hào về bản thân. Họ thích được tâng bốc và chú ý. Kỷ Dậu nhanh trí mà lại thực tiễn và phong phú. Họ nhất quyết chỉ làm những gì họ có làm qua hoặc cho là phải, tính thẳng thừng nên trung thành tuyệt đối. Tuổi Kỷ Dậu thường là những người cứng rắn, kiên cường, ý chí mạnh mẽ. Họ cũng là những người khá nóng nảy và không đủ kiên trì. Do họ quá thật thà, thẳng thắn, đôi khi họ không để ý đến cảm giác của người khác, dễ làm tổn thương người khác. Tuổi Kỷ Dậu thích đi xa nhà, đặc biệt đi với bạn bè, kiểu một mình ở nhà ăn cơm một mình không xong, thà đi chơi thâu đêm với một bầy bạn hỗn độn sướng hơn. Trưng diện thì có lẽ là nổi tiếng nhất xóm, nổi bật thì có nổi bật, nhưng khi ở một mình thì tuổi Kỷ Dậu lại thích cuộc sống đơn giản. Tuổi Kỷ Dậu cần biết giá trị của tình cảm và linh hồn cũng không kém gì diện mạo.
tất cả mới làm cho cuộc sống vuông tròn. Xem tử vi của người tuổi Kỷ Dậu cho biết, người tuổi Kỷ Dậu bản tính lanh lợi, hoạt bát, thông minh và là người khá sôi nổi, hăng hái tham gia các hoạt động xã hội, được bạn bè và người thân giúp đỡ. Con đường sự nghiệp của người tuổi Kỷ Dậu khá thuận lợi, bằng phẳng. Đây là người cơ trí khéo léo, nhiệt tình, có nhiều ước mơ, hoài bão cao cả, và họ luôn cố gắng phấn đấu nỗ lực để đạt được thành công trong cuộc sống. Thế nhưng, Kỷ Dậu lại hay tỉ mỉ quá, cầu toàn quá, khiến cuộc sống của họ luôn phải bận bịu, vất vả. Số tuổi này có quý nhân phù trợ, cả đời phúc lộc song toàn, gần quan, gần quý, nhưng không thể dựa vào người thân, nếu có thể thúc đẩy chí hướng thì nhất định đạt danh lợi. Nam mệnh tuổi Kỷ Dậu hầu hết đều là người thông minh, có tài ứng biến so với những con giáp khác. Nam tuổi Kỷ Dậu có tính cách kiên định, xông pha, không ngại khó khăn gian khổ, mà luôn phấn đấu rèn luyện ý chí để vượt qua khó khăn. Vì trải qua nhiều sóng gió, họ tâm niệm rằng nếu mình không tự mình đứng dậy thì không ai có thể giúp đỡ họ. Là những người nói ít làm nhiều, nghĩ đến đâu làm đến đó. Nam tuổi Kỷ Dậu luôn cố gắng để mọi người thấy được kết quả của mình, chứ không phải là quá trình bước vào giai đoạn trung vận. Đa số nam mệnh tuổi này đều công thành, danh toại, không những kiếm được nhiều tiền mà có những người còn có chức, có quyền, tiếng nói có ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Nhìn chung, tuổi Kỷ Dậu nam mệnh có mệnh lớn nhiều may mắn, đa số đều có cuộc sống viên mãn, thăng hoa vào giai đoạn hậu vận khiến ai cũng ngưỡng mộ. Nữ mệnh tuổi Kỷ Dậu là những người chăm chỉ, cẩn thận, là kiểu người có trách nhiệm, có kỷ cương và vô cùng ngăn nắp, vì thế mà họ được nhiều người tin tưởng. Tuy nhiên, bản tính của nữ tuổi Kỷ Dậu hơi dè dặt, dễ bỏ lỡ nhiều cơ hội tốt. Nữ tuổi Kỷ Dậu là người mẹ hiền, vợ đảm, biết chăm sóc dạy bảo con cái, đặt gia đình lên trên hết. Trung vận và hậu vận của mệnh chủ thường an nhàn, hưởng phước đức. Người tuổi Kỷ Dậu mang mệnh phú quý, ở hậu vận càng về già sẽ càng sung túc. Dù trong việc làm có gặp khổ sở vất vả, nhưng nhờ sự nhẫn nại nỗ lực kiên trì đến cùng mà tự tay gây dựng thành công, tự lực mà tạo nên thành quả, đạt được vô số thành tựu đáng trân trọng, tuy lâu nhưng sẽ rất bền vững. Kỷ Dậu cũng phải chịu cảnh đàn áp, chèn ép của tiểu nhân trong công việc, đôi khi trục trặc chuyện tiền nong, đôi khi còn dính họa thị phi khiến cuộc đời rơi vào trầm luân, bể khổ. Tuy nhiên số mệnh đã sắp đặt thì về sau họ rồi cũng sẽ tìm được sự giàu sang quyền thế của mình. Nhờ có phúc dày mệnh lớn mà đến một thời điểm khó khăn nhất đời người, khi mà mọi thứ bế tắc đường cùng những tưởng sẽ chấm hết, thì bất ngờ Kỷ Dậu sẽ bùng nổ tài lộc, gặp thời đổi vận mà phất lên một cách rực rỡ, khiến chính họ cũng chẳng thể ngờ có ngày mình lại đổi đời nhanh như vậy. Sự nghiệp thăng hoa, tài lộc dồi dào. Vậy nên dù hiện tại có thế nào, Kỷ Dậu sinh 1969 hãy tích cực tiến lên. Quý khán giả thân mến, sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi đúng trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024 của tuổi Kỷ Dậu sinh 1969. Đúng trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024, sức khỏe của người tuổi Kỷ Dậu sẽ được duy trì tốt, thậm chí một số người còn có thể chữa khỏi những căn bệnh mãn tính từ lâu. Hãy duy trì chế độ sinh hoạt khoa học và rèn luyện thể chất để luôn khỏe mạnh. Về phương diện tình duyên gia đạo, mặt tình cảm có thể trải qua những biến động tích cực và tiêu cực. Để duy trì mối quan hệ lâu dài, Kỷ Dậu nên nghiêm túc và chân thành trong mối quan hệ. Hãy cẩn thận với những lời ngọt ngào của người khác để tránh bị lừa gạt. Đối với những người đã có gia đình, hãy giữ khoảng cách đúng mực với người khác để tránh xung đột. Theo tử vi đúng trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024, đây sẽ là một khoảng thời gian đầy hy vọng cho bản mệnh tuổi Kỷ Dậu. Sau khi trải qua thời điểm nửa đầu năm không được thuận lợi, vận trình sẽ có những bước nhảy vọt đáng kể, mang lại nhiều may mắn và thành công. Công việc và kinh doanh sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, tài chính cũng sẽ tăng trưởng liên tục, tất cả những nỗ lực và công sức đã bỏ ra sẽ được đền đáp xứng đáng. Trong lĩnh vực công việc và sự nghiệp, tuổi Kỷ Dậu sẽ trải qua một giai đoạn phát triển mạnh mẽ, và sự bình tĩnh cùng sự sáng suốt của bản mệnh sẽ giúp Kỷ Dậu nắm bắt mọi cơ hội, đạt được nhiều thành tựu đáng kể. Những người đứng đầu cũng sẽ đưa ra những quyết định đúng đắn, góp phần tạo nên những thành công mới cho tập thể. Trong 2 tháng cuối cùng của năm 2024 âm lịch, hứa hẹn là một khoảng thời gian thuận lợi về tài chính. Với sự phát triển của công việc, Kỷ Dậu sẽ có nhiều cơ hội kinh doanh và buôn bán, cũng như tăng lương và thưởng.
đối với những người hoạt động trong lĩnh vực kinh tế sẽ có vị thế vững chắc trên thị trường và thu hút được nhiều khách hàng tiềm năng. Quý khán giả thân mến, và tiếp theo ngay sau đây sẽ là phần luận giải dẫn trình tử vi chi tiết trên từng phương diện trong từng tháng âm lịch của tuổi Kỷ Dậu sinh 1969, đúng trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024. Đầu tiên là tử vi tháng 11 âm lịch năm 2024 của tuổi Kỷ Dậu sinh 1969. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Kỷ Dậu sinh 1969 trong tháng 11 âm lịch. Tháng này, tuổi Kỷ Dậu cần phải xác định tinh thần đối diện với nhiều khó khăn, khúc mắc trong công việc có thể xuất hiện ngoài ý muốn. Cục diện tương phá sẽ đem tới nhiều tác động tiêu cực cho vận trình của bạn. Bản mệnh cần phải cố gắng làm mọi việc dựa vào sức của mình là chính. Chớ nên nghĩ đến việc dựa dẫm phụ thuộc vào bất cứ ai. Bạn là người trong cuộc, bạn hiểu rõ nhất điều gì là cần thiết với mình. Vì thế, đừng lung lay quan điểm chỉ vì lời bàn ra tán vào của người ngoài. Một khi đã xác định được mục tiêu cho mình, bạn cần tin tưởng vào định hướng ấy. Nếu có ai đó cung cấp thêm cho bạn thông tin thì bạn cần phải kiểm chứng kỹ càng, chớ dội cả tin kẻo sập bẫy của kẻ xấu. Hãy nhớ rằng, không có thành công nào từ trên trời rơi xuống, bạn phải bỏ công sức ra thì mới mong nhận lại thành quả. Dưới tác động của nguyệt lệnh mộc dục, một số người thường trở nên nông nổi, thiếu kiên nhẫn hay bỏ dở công việc giữa chừng. Nếu cứ tiếp tục tác phong làm việc như vậy, con giáp này sẽ rất dễ làm xấu đi hình ảnh của mình trong mắt lãnh đạo. Hơn nữa, bạn sẽ gây ra nhiều rắc rối cho tập thể, mãi dậm chân tại chỗ và tạo cơ hội cho kẻ khác vượt qua. Tốt hơn hết, tuổi Kỷ Dậu cần lập kế hoạch làm việc rõ ràng và thực hiện theo một cách nghiêm túc. Khi cảm thấy mệt mỏi, bạn có thể nghỉ ngơi một chút, song đừng dừng lại. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Kỷ Dậu sinh 1969 trong tháng 11 âm lịch. Vận trình tài lộc của tuổi Kỷ Dậu trong tháng 11 âm lịch này đang đứng trước nhiều nguy cơ do cục diện tương phá đem lại. Có lẽ ở thời điểm hiện tại, bạn không nên mong mình kiếm được bộn tiền. Ngược lại, chỉ cần bạn đưa ra những quyết định sáng suốt, không gây hao tài tốn của là đã may mắn rồi. Con giáp này cần hết sức cẩn thận với những lời mời gọi đầu tư, hợp tác, đặc biệt là với những người bạn không hiểu rõ. Thậm chí nếu có ý định hợp tác với bạn bè, người thân, thì bản mệnh cũng cần cân nhắc thật kỹ, đừng để mình rơi vào hoàn cảnh vừa mất tiền, vừa mất mối quan hệ. Đối thủ cũng thường tìm cách cạnh tranh không lành mạnh, gây phiền phức cho công việc kiếm tiền của bạn. Bạn cần giữ vững nguyên tắc làm việc của mình, giữ chữ tín với khách hàng. Đôi lúc có thể chịu thiệt một chút, nhưng không ảnh hưởng tới danh dự của mình thì nên chấp nhận. Dù có muốn kiếm tiền nhanh đi nữa thì cũng đừng nghĩ tới việc dựa dẫm hoặc chiếm đoạt tài sản của người khác. Làm việc gì bạn cũng hãy dựa vào sức lao động của chính mình, như vậy thì tinh thần mới nhẹ nhõm, không bị cắn rứt lương tâm. Ngoài ra, tháng này bạn cũng sẽ phải chi tiêu khá nhiều cho các hoạt động mua bán, sắm sửa. Tốt nhất hãy lựa chọn những món đồ phù hợp với túi tiền của mình, chớ nên chạy theo xu thế của thị trường, đẩy bản thân vào cảnh cháy túi. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Kỷ Dậu sinh 1969 trong tháng 11 âm lịch. Tháng này, tình trạng sức khỏe của tuổi Kỷ Dậu khá ổn định. Bạn biết quan tâm đến sức khỏe của mình hơn nên không còn cố gắng sức. Cuộc sống cũng có nếp sinh hoạt điều độ khoa học. Tháng này, có thể bạn sẽ tham gia vào khá nhiều buổi tiệc tùng, gặp gỡ bạn bè. Bạn hãy nhắc nhở mình ăn uống khoa học, chớ ăn nhiều đồ cay nóng hoặc dầu mỡ sẽ có hại cho cơ thể. Trong các hoạt động thể dục thể thao, con giáp này cũng cần biết lượng sức mình, không nên cố gắng quá sức kẻo tác dụng ngược. Xét về phương diện tình duyên gia đạo của tuổi Kỷ Dậu sinh 1969 trong tháng 11 âm lịch. Có thể thấy rằng, đường tình duyên chính là điểm sáng nổi bật nhất trong vận trình của tuổi Kỷ Dậu tháng này. Các tinh mộc dục và thái âm đem lại nhiều mối nhân duyên tốt lành, giúp bạn được đắm chìm trong hạnh phúc. Người còn độc thân đã có cái nhìn tích cực hơn về chuyện tình cảm. Bạn sẵn sàng mở lòng mình để kết nối với mọi người xung quanh. Nếu được bạn bè, người thân giới thiệu cho người quen, bạn cũng chẳng còn giữ thái độ tiêu cực phản đối như trước nữa. Hơn nữa, bản mệnh cũng đã biết quan tâm hơn đến ngoại hình của mình, vì thế mà bạn trở nên khác biệt hơn hẳn so với khoảng thời gian trước đó. Thậm chí một vài người còn gây được ấn tượng sâu sắc với người khác ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên. Với người đã lập gia đình, con giáp này và người ấy có thể sắp xếp thời gian để ở bên nhau nhiều hơn. Dù chỉ là những bữa ăn đơn giản,
những câu chuyện nhỏ nhặt hàng ngày cũng sẽ có tác động gắn kết mối quan hệ đôi bên. Áp lực công việc trong tháng 11 âm lịch này khá lớn, bạn cũng hãy chia sẻ và tâm sự với người ấy nhiều hơn để đỡ căng thẳng. Stress, bạn không phải chịu đựng mọi khó khăn một mình, bởi gia đình luôn là hậu thuẫn vững chắc nhất của bạn. Tiếp theo là tử vi tháng 12 âm lịch năm 2024 của tuổi Kỷ Dậu sinh 1969. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Kỷ Dậu sinh 1969 trong tháng 12 âm lịch, tháng này khuyên tuổi Kỷ Dậu hãy chuẩn bị tinh thần đối diện với khó khăn, nhưng bạn cũng sẽ gặt hái được không ít thành công nếu như bản mệnh chịu cố gắng không ngừng, bởi công lao của bạn rồi sẽ được đền đáp xứng đáng. Cục diện tam hợp chỉ ra rằng con giáp này luôn chăm chỉ nghiêm túc trong công việc, vì thế mà mọi nhiệm vụ bạn được giao đều sẽ đạt được những thành tích khá tốt. Hơn nữa, bạn còn là người có tầm nhìn xa trông rộng, có thể hướng dẫn lãnh đạo mọi người xung quanh và nêu lên những ý kiến đúng đắn, đóng góp cho sự phát triển của tập thể. Những thành tích cao mà tuổi Kỷ Dậu gặt hái được là hoàn toàn xứng đáng. Một số người có thể được cấp trên cất nhắc lên vị trí quan trọng hơn. Tuy nhiên, cũng phải thấy rằng những thành công mà bạn đạt được có thể biến bạn thành cái gai trong mắt của kẻ tiểu nhân. Ngũ quỷ cho thấy kẻ xấu luôn rình rập tìm cơ hội cướp mất công lao hoặc hạ bể danh tiếng của con giáp này. Vì vậy mà làm việc gì bạn cũng cần hết sức cẩn thận, đặc biệt là trong cách nói năng hành xử. Khi đối diện với một vài khó khăn trong công việc do ảnh hưởng của nguyệt lệnh lâm tuyệt, bạn cảm thấy bối rối, lo lắng khi nghĩ rằng công việc của mình còn đang bấp bênh, chưa vững chắc được như người khác. Hãy dành thời gian để cân nhắc về hướng đi của mình. Nếu đã chắc chắn thì hãy cố gắng đến cùng, đừng bỏ cuộc giữa chừng. Còn nếu chưa chắc chắn thì đừng ngại hỏi ý kiến của những người đi trước. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Kỷ Dậu sinh 1969 trong tháng 12 âm lịch, nhìn chung, phương diện tài lộc của tuổi Kỷ Dậu trong tháng cuối cùng của năm 2024 âm lịch này khá ổn định. Dù bạn không có cơ hội phát tài phát lộc lớn, nhưng cũng không phải chi tiêu quá nhiều. Tam hợp cho thấy, dù làm việc trong lĩnh vực gì đi nữa, bản mệnh hãy tập trung và nghiêm túc với nhiệm vụ. Bạn ắt gặt hái được thành công và nhận được những khoản tiền thưởng nóng, lời lãi hậu hĩnh. Tuy nhiên, bạn vẫn cần phải chú ý đến tác động của kẻ tiểu nhân. Trong thời điểm này, đối thủ có thể có những động thái cạnh tranh khá gay gắt để giành giật khách hàng. Điều bạn cần làm là giữ vững định hướng phát huy thế mạnh của mình. Khi con giáp này đã có trong tay lượng khách hàng trung thành rồi thì không cần quá lo lắng. Nguyệt lệnh lâm tuyệt cũng khuyên bạn không nên vội vàng bắt tay vào những lĩnh vực mới trong thời điểm cuối năm gấp rút như thế này. Tốt nhất hãy dành thêm thời gian để tìm hiểu và chứng thực thông tin, đồng thời chuẩn bị đủ tiềm lực cho mình để sang năm mới bắt tay vào thực hiện sẽ suôn sẻ hơn. Tuổi Kỷ Dậu cũng không nên quá sốt sắng nếu như bạn chưa thể gặt hái được thành quả lớn trong năm này. Những bài học mà bạn học được trong suốt một năm mới là tài sản quý giá nhất, giúp bạn có thể kinh nghiệm và bản lĩnh để vững vàng hơn trong tương lai. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Kỷ Dậu sinh 1969 trong tháng 12 âm lịch, phương diện sức khỏe của tuổi Kỷ Dậu trong tháng 12 âm lịch này nhìn chung vẫn tương đối ổn định. Dù bạn phải làm việc khá vất vả, con giáp này luôn tìm cách cân bằng cuộc sống và công việc. Dù có bận rộn đến mấy, bạn không quên cho bản thân mình nghỉ ngơi đúng lúc. Khi cơ thể khỏe mạnh thì bản mệnh mới có thể tỉnh táo giải quyết những nhiệm vụ hàng ngày. Tháng cuối cùng của năm 2024 âm lịch này, tuổi Kỷ Dậu sẽ phải tham gia khá nhiều các hoạt động tổng kết, giao lưu. Vì thế, bạn hãy hạn chế ăn đồ dầu mỡ, hạn chế uống rượu bia. Nếu đầu óc không tỉnh táo thì không nên đi điều khiển phương tiện giao thông để tránh họa huyết quang. Xét về phương diện tình duyên gia đạo của tuổi Kỷ Dậu sinh 1969 trong tháng 12 âm lịch, có thể nói rằng phương diện tình duyên chính là điểm sáng nhất trong vận trình của tuổi Kỷ Dậu. Trong tháng cuối cùng của năm 2024 âm lịch này, bạn được tận hưởng niềm hạnh phúc khiến nhiều người ngưỡng mộ. Dưới tác động của cục diện tam hợp cũng như ngũ hành tương sinh, người độc thân đã cởi mở hơn khi trò chuyện tiếp xúc với người khác giới. Bạn cũng tự tin thể hiện các ưu điểm của mình nên khiến nhiều người ấn tượng. Dù đã từng phải chịu tổn thương trong quá khứ thì lúc này bản mệnh cũng đã vượt qua và sẵn sàng cho những người chân thành với mình cơ hội trò chuyện, tiếp xúc. Bạn nhận ra trên đời này vẫn còn nhiều người xứng đáng để mình trao gửi trái tim. Với người đã lập gia đình,
hai người đã biết bao dung hơn cho những khuyết điểm của nhau. Đồng thời cả hai cũng sẵn sàng thay đổi để hòa hợp với đối phương. Quan hệ đôi bên ngày một gắn kết, không ai có thể chen chân vào được. Quý khán giả thân mến, để công việc hợp tác làm ăn được thêm phần suôn sẻ và thuận lợi, thì chắc chắn chúng ta cần tìm được người đối tác phù hợp, giúp cho vận khí tăng lên gấp bội lần. Kích tài dưỡng lộc thu hút may mắn, về tuổi Kỷ Dậu sinh 1969 nên hợp tác với những tuổi nào để mang lại vận may về tài lộc cũng như sự nghiệp. Xin mời quý khán giả cùng theo dõi tiếp video. Tuổi Kỷ Dậu với tuổi Tý. Khi là đối tác làm ăn, hai con giáp này đã đặt niềm tin vào nhau, họ kết hợp khá ăn ý, họ cùng tiết kiệm và cùng nhau xây dựng. Bình thường tuổi Tý rất hào phóng và tiêu tiền khá mạnh tay, nhưng trong kinh doanh người tuổi này rất biết tính toán, điều này làm tuổi Kỷ Dậu tâm phục khẩu phục. Vì vậy, họ sẽ cùng nhau xây dựng và phát triển. Tuổi Kỷ Dậu với tuổi Sửu. Hai tuổi này đều khá thận trọng trong cách tiếp cận sống. Hai hành tinh này đều chọn cách giải quyết thực tế và ít khi thích mạo hiểm. Những đặc điểm của hai con giáp này sẽ giúp họ kết hợp rất ăn ý trong công việc. Bởi vậy, nếu là đối tác kinh doanh, tuổi Kỷ Dậu và tuổi Sửu sẽ tạo thành một tập thể khá vững mạnh. Khi đó, tuổi Sửu sẽ là xương sống của tổ chức, còn tuổi Kỷ Dậu sẽ là người thúc đẩy cho sự nghiệp của hai người phát triển theo hướng tích cực. Tuổi Kỷ Dậu với tuổi Dần. Nếu tuổi Kỷ Dậu và tuổi Dần là đối tác kinh doanh, họ sẽ kết hợp với nhau khá tốt trong lĩnh vực này. Tuổi Dần đánh giá cao tuổi Kỷ Dậu về những nỗ lực cải thiện công việc và năng lực làm việc, khiến tuổi Dần không thể phàn nàn. Người tuổi Kỷ Dậu thì vui vẻ để tuổi Dần đứng ở vị trí dẫn đầu và tình nguyện làm hậu phương vững chắc. Tuổi Kỷ Dậu với tuổi Mão. Trong kinh doanh, tuổi Kỷ Dậu cũng nhanh chóng chán tuổi Mão, vì người tuổi Kỷ Dậu cho rằng người tuổi Mão thiếu sự logic, thiếu thực tế. Tuổi Kỷ Dậu sẽ là người chủ động công việc tại cơ quan, còn tuổi Mão thì khá thụ động và đi chịch những mong muốn của tuổi Kỷ Dậu. Tuổi Kỷ Dậu với tuổi Thìn. Khi tuổi Kỷ Dậu và tuổi Thìn cùng làm ăn với nhau, hai con giáp này sẽ xây dựng một tập thể vững mạnh và liên tục phát triển. Đó là nhờ những may mắn của tuổi Thìn và sự sáng tạo, đức tính cần mẫn, tỉ mỉ của tuổi Kỷ Dậu. Tuổi Thìn chính là người sẽ mang những điều bất ngờ về tiền bạc và nguồn khách hàng dồi dào đến cho công việc kinh doanh của hai người. Tuổi Kỷ Dậu sẽ là hậu phương vững chắc, lập kế hoạch và quản lý tài chính. Cả hai con giáp này đều trung thực nên họ rất tin tưởng lẫn nhau và cùng lái con thuyền kinh doanh của họ tới những bến bờ của sự thịnh vượng và phát triển. Tuổi Kỷ Dậu với tuổi Tỵ. Khi tuổi Kỷ Dậu và tuổi Tỵ là đối tác làm ăn, công ty của họ sẽ phát triển thịnh vượng và có trật tự. Người tuổi Kỷ Dậu hay chú ý đến tiểu tiết, có thể đảm nhiệm tốt nhiệm vụ quản lý tài chính. Bên cạnh đó, tuổi Kỷ Dậu còn giúp công ty lập ra những kế hoạch ít mạo hiểm. Cả tuổi Kỷ Dậu và tuổi Tỵ đều thích những phương thức thực tế, ít mạo hiểm hơn là các phương thức mới có tính rủi ro cao. Bởi vậy, có thể nói rằng hai hành tinh này khá đồng nhất quan điểm trong chuyện làm ăn. Tuổi Kỷ Dậu với tuổi Ngọ. Khi là đối tác làm ăn, hai tuổi này sẽ chọn công việc chiều theo lợi ích của tuổi Ngọ. Tuổi Kỷ Dậu có khả năng quản lý tài chính. Sự thông minh vốn có khiến người tuổi Kỷ Dậu rất ít khi tính toán sai. Hơn nữa, người tuổi Kỷ Dậu khá bảo thủ, thích mặc cả. Đây chính là yếu tố rất quan trọng để tránh rủi ro trong kinh doanh. Trong khi đó, khi có hứng thì tuổi Ngọ làm việc rất chăm chỉ và phát huy được tiềm năng. Điều này làm tuổi Kỷ Dậu rất ngạc nhiên và hài lòng. Tuổi Kỷ Dậu với tuổi Mùi. Hai tuổi này có thể hợp nhau hơn khi là bạn làm ăn. Tuổi Kỷ Dậu là người có con mắt tinh tế và có đầu óc rất phù hợp với việc quản lý tài chính và những công việc tương tự khác. Còn tuổi Mùi có thể đưa những ý tưởng, sáng kiến hay trong kinh doanh. Tuổi Mùi khá may mắn, còn tuổi Kỷ Dậu khá có duyên với tiền, nên hai tuổi hợp lại làm ăn sẽ rất phát đạt. Tuổi Kỷ Dậu với tuổi Thân. Trong làm ăn kinh doanh, hai hành tinh này lại khá ăn ý với nhau. Những vấn đề cơ bản trong công ty nên để tuổi Thân làm người đảm nhiệm. Điều này sẽ giúp tuổi Thân thỏa mãn mong muốn được trở thành người đứng đầu và vận dụng hiệu quả sự khéo léo của mình cho công việc. Tuổi Kỷ Dậu nên quản lý bên cạnh, sử dụng đầu óc thông minh của mình vào việc quản lý tài chính và ngăn cản tuổi Thân đưa ra những quyết định thiếu khôn ngoan. Tuổi Kỷ Dậu với tuổi Dậu. Có thể nói, nếu là đối tác kinh doanh thì hai người tuổi Dậu sẽ đảm nhiệm vai trò tốt hơn hẳn những vai trò khác bởi cùng làm việc với nhau. Tuổi Kỷ Dậu có thể tận dụng những lợi thế của mình,
tuổi Kỷ Dậu vốn thực tế kiên nhẫn và cẩn thận, bởi vậy vấn đề tài chính trong kinh doanh của họ sẽ được đảm bảo rất tốt. Tuy tập thể chung của họ không phát triển với tốc độ lớn vì họ vốn không ưa mạo hiểm, nhưng vì tài chính đảm bảo nên chuyện làm ăn sẽ không ngừng lớn mạnh. Tuổi Kỷ Dậu với tuổi Tuất. Khi là đối tác kinh doanh, tuổi Kỷ Dậu và tuổi Tuất kết hợp ăn ý hơn. Ở các lĩnh vực khác, cả hai con giáp này đều làm việc chăm chỉ và có kỹ năng kinh doanh. Tuổi Kỷ Dậu cẩn thận nên rất phù hợp với lĩnh vực tài chính. Bên cạnh đó, người tuổi Kỷ Dậu cũng ít khi tham gia vào các công việc quá mạo hiểm. Tuổi Tuất thì lại là người rất đáng tin cậy, rất đáng để tuổi Kỷ Dậu đặt niềm tin. Hơn thế nữa, tài ngoại giao của tuổi Tuất sẽ giúp cho công việc kinh doanh của hai người ngày càng phát triển, vươn xa. Tuổi Kỷ Dậu với tuổi Hợi. Khi là đối tác kinh doanh, tuổi Kỷ Dậu và tuổi Hợi sẽ thành công hơn ở các mối quan hệ khác, bởi họ sẽ tận dụng rất tốt những điểm mạnh của mình. Tuổi Kỷ Dậu sẽ đảm nhiệm việc tỉ mỉ hoặc liên quan đến tài chính. Tuổi Hợi vốn chăm chỉ và định hướng tốt nên rất phù hợp với việc tiến hành các kế hoạch mà tuổi Kỷ Dậu đã lập. Bên cạnh đó, tuổi Hợi sẽ đảm nhiệm cả những nhiệm vụ liên quan đến khách hàng, bởi ở lĩnh vực này, tuổi Hợi có khả năng làm tốt hơn tuổi Kỷ Dậu. Quý khán giả thân mến, có người đi đâu cũng có quý nhân phù trợ, chẳng cần tính toán, vẫn liên tục phát lộc phát tài. Gặp khó khăn lại hóa ra là chuyện đáng mừng, hoặc thậm chí rất nhiều người gặp tai nạn thì cũng chỉ mình họ được sống sót, và chúng ta thường thốt lên rằng, quả là những người may mắn, và may mắn đó có phải từ trên trời rơi xuống, tại sao chỉ có số ít người có được, còn hầu hết là không? Theo lời Phật dạy, chỉ có duy nhất phước đức chính bản thân mình tích tụ không chỉ ở đời này, mà còn từ bao đời trước, là thứ tạo nên may mắn cho một người. Đức Phật từng nói, ở đời có thịnh ắt có suy, có hội hợp ắt có ly tán, lành dữ vô thường, hạnh phúc tự mình chuốc lấy. Quả thật có hạnh phúc, có gặp may hay không là do tự mình tạo ra. Ta tạm hiểu rằng mỗi người sinh ra đều có sẵn một dụng phước riêng, có người có ít, có người có nhiều, không thể hoán đổi, không thể cho đi, có muốn sang ăn trộm cũng không được. Người có phúc đức lớn thì họ sẽ trở thành những người dương giả sống giàu có. Nếu họ biết chăm bẩm cho ruộng phước của mình tươi tốt thì duy trì được may mắn dài lâu. Thế nhưng trong trường hợp ngược lại, họ sử dụng thoải mái, phước lộc đang có mặt không tu bổ thì dụng phước ngày càng hoang tàn, sơ sát tiêu điều lúc đó thì đừng hỏi tại sao mình hay gặp xui xẻo. Người phúc đức nhỏ thì ruộng phước vừa phải, khiêm tốn, đủ để sống cuộc đời bình thường. Con người có phúc phận nghèo nàn thì ruộng phước nhỏ, lúc nào cũng phải tìm cách sống chật vật qua ngày. Cách để nhận diện một người kém phước, đó là họ dù chăm chỉ, thông minh, nhưng cũng vẫn phải vất vả, khó nhọc, tự lo mọi việc, ít khi nhận được sự giúp đỡ từ mọi người. Thế nhưng, nếu họ không nề hà việc vất vả, mà tìm cách cày xới làm cho ruộng mình màu mỡ, thì tuy không thuận lợi như người ta, nhưng cuộc sống nhất định sẽ khá lên. Vì thế, thay vì thực hiện mọi việc như cũ, ta nên tìm cách cải thiện ruộng phước của chính mình trước khi muốn nghĩ tới một kế hoạch gì đó quá xa xôi. Có thể thấy ruộng phước của mỗi người không cố định, vẫn có thể cải tạo được nếu chúng ta biết cách. Cũng như việc nước chảy thì bèo mới trôi, gió lay thì cây mới động. Con người cũng vậy, phải có lao động, phải có sinh hoạt xã hội thì mới tạo ra những nhân duyên mới. Nhân tốt đẹp tạo ra quả ngọt, nhân xấu xa tạo ra quả đắng chát. Quý khán giả thân mến, trên đây là tử vi của tuổi Kỷ Dậu sinh 1969, đúng trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp ích cho quý khán giả. Cảm ơn quý khán giả đã xem hết video. Nếu thấy video hữu ích, quý khán giả đừng quên like, chia sẻ và ấn nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ chương trình. Chúc quý khán giả luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Hẹn gặp lại quý khán giả ở những chương trình tiếp theo.